sáu kiểu chiến hữu mà anh em luôn cần có trong đời trong cuộc đời mỗi người đàn ông, sự xuất hiện của những người chiến hữu này sẽ giúp anh em mình có thêm nhiều thứ hay ho và thú vị. Chất lượng bạn bè quan trọng hơn rất nhiều lần so với số lượng những mắc xích hời hợt trong mạng lưới quan hệ của anh em, nói các khác. Một người bạn chất lượng đáng giá hơn 10 gã mà chúng ta chỉ thật sự cần khi gặp được vấn đề gì đó rõ ràng. Lọc lại danh sách những người bạn thân cận với mình và xem họ có rơi vào những trường hợp mà tôi đang đề cập hay không. Một, một đứa cùng mình ế tôi viết bài này khi vừa trải qua ngày lễ độc thân 11.11. .11. Do đó thằng bạn độc thân vui tánh sẽ là đứa tôi nghĩ đến đầu tiên, nó sẽ là cứu cánh tuyệt vời cho anh em mỗi khi cần ai đó tâm sự, lúc nào cũng sẵn sàng cho mọi cuộc hẹn, vì nó vô cùng rảnh rỗi. Ngoài ra nếu anh em có ý định rơi vào những mối tình toxic không lối thoát, nó sẽ là đứa đầu tiên can ngăn. Hai, bạn hàng xóm tôi may mắn có được một đứa như vậy. Khi đã trưởng thành thì thỉnh thoảng tôi với nó vẫn gặp nhau, uống vài chai, kể vài câu chuyện lúc nhỏ, ngoài ra những anh trưởng thành. Khi mới dọn về một khu nào đó cũng nên tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn hàng xóm xung quanh mình, dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. 3. Một mentor đó phải là một tiền bối đi trước đầy đủ kinh nghiệm, đầy đủ trải nghiệm và cũng có cho mình đủ những chiêm nghiệm về những khó khăn còn tồn tại của anh em. Tất nhiên, họ không thể sống cuộc đời của anh em, cũng không thể thay anh em đưa ra mọi quyết định, nhưng gì thì gì. Những lời tư vấn của họ cũng sẽ mang lại giá trị không nhỏ nếu anh em hiểu hết và áp dụng một cách chuẩn chỉnh. À thêm một lưu ý nữa, có những người tưởng chừng là mentor của mình nhưng sau cùng thì không phải đâu bốn một gã thật tháo vát sau này anh em sẽ nhận ra có những thứ lặt vặt trong nhà mà không thể hỏi bố được càng không thể làm theo hướng dẫn trên mạng được đó là lúc một thằng bạn tháo vát phát huy tác dụng anh ta biết sử dụng những dụng cụ một cách thật mượt hiểu hết mấy món đồ gia dụng từ ống nước máy lạnh sửa ổ điện các kiểu nhớ là có qua có lại thì chơi mới bền nha đối đãi người ta cho tử tế đấy năm cái tên vàng trong làng truyền động lực nó không phải là cái thằng sẽ kêu anh em dậy sớm để thành công cũng không phải là đứa bắt anh em làm đủ trò nhảm nhí như tự tát vào mặt tôi thấy nó trên mạng mấy ngày nay, nó là một đứa hạnh phúc, không hẳn là nhiều tiền, nhưng hạnh phúc. Nó biết cách sống tích cực và tận hưởng những những điều tuyệt vời, đó là người sẽ thúc giục anh em đi tập gym cùng họ mỗi ngày, dù anh em đi uống bia, xem phim, dự sự kiện này nọ. Người bạn như thế này sẽ giúp anh em cảm thấy cuộc sống mình luôn phong phú, mới mẻ và có thêm nhiều mối quan hệ tốt. 6. Một ông bố bìm sữa nghe có vẻ hơi yếu nhưng đây cũng là lý do mà dạo gần đây tôi hay viết thêm một số bài liên quan đến các ông bố tôi tin rằng có khá nhiều anh em trong hội của mình cũng đã bắt đầu xây dựng cho mình một gia đình nhỏ một thằng bạn có khả năng trời phú trong việc vun vén gia đình và chăm sóc con nhỏ sẽ rất đáng giá trong trường hợp này đấy anh em